Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Trúc Linh. Và như video lần trước Linh có chia sẻ là vì cái tội ham chơi của mình mà Linh đã bị trễ tiêm gần một tuần và nó đã đem đến những cái tác hại cho bản thân của Linh. Và hôm nay đây, khi mà Linh vừa phẫu thuật gương mặt của mình xong thì tất nhiên Linh cũng có ngừng tiêm để mà đảm bảo quá trình phẫu thuật được tốt nhất. Và các bạn biết không, lần này mình bị trễ tiêm tới 27 ngày, lần 27 ngày bị thiếu thuốc và nó làm cho cơ thể mình nó mệt mỏi và vòng vại cực kỳ luôn. Linh sẽ chia sẻ với các bạn những cái quá trình phẫu thuật của mình để các bạn hiểu hơn là nếu như mà các bạn mà có phẫu thuật thì các bạn cũng phải chịu được cái quá trình này. Trước tiên á, khi mà các bạn quyết định phẫu thuật một cái gì đó thì bác sĩ sẽ dặn bạn luôn là bạn phải nên ngừng cái thuốc mà bạn đang uống, đang điều trị trong vòng 7 ngày đến 10 ngày hoặc là 15 ngày tùy theo cái loại thuốc để mà đảm bảo cái quá trình phẫu thuật của mình được tốt hơn. Vì khi mà bạn phẫu thuật, bạn sẽ tiêm thuốc gây tê hoặc gây mê hoặc là rất là nhiều cái loại thuốc trong cái ca phẫu thuật của bạn. Và nếu như mà bạn đang còn sử dụng loại thuốc khác trong cái ca phẫu thuật đó thì hai loại thuốc nó sẽ ảnh hưởng đến nhau và nó sẽ tạo nên những cái tác động không có tốt đến cơ thể của mình. Nên là tốt nhất thì bạn nên làm theo lời của bác sĩ nha. Bản thân Linh thì Linh không có sử dụng thuốc điều trị gì cả mà Linh sử dụng hormone chuyển giới từ nữ sang nam. Thì cái liệu trình tiêm của Linh á là 3 tuần 1 lần. Và Linh để đảm bảo cái an toàn cho bản thân của mình thì Linh sẽ ngưng tiêm từ lúc mà tiêm đến lúc phẫu thuật á là ít nhất là 30 ngày. Và Linh vẫn hay dặn các bạn như vậy. Không phải là phẫu thuật mặt không đâu, mà nếu mà bạn phẫu thuật phần ngực cũng vậy luôn thì bạn cũng nên ngưng tiêm khoảng 1 tháng để nó đảm bảo tất cả mọi thứ nó đều được suôn sẻ hết. Và bản thân Linh thì cái mũi tiêm cuối cùng của Linh á là vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, là mình tiêm mũi cuối cùng. Thì đáng lẽ là đến ngày 25 tháng 6 sẽ là mũi tiêm tiếp theo của mình, nhưng mà mình quyết định phẫu thuật nên là mình sẽ để sau ngày 4 tháng 7 thì mình sẽ phẫu thuật. Và cái lịch trình của mình thì bác sĩ á, thì đến ngày 11 tháng 7 Linh mới phẫu thuật lần. 11 tháng 7 phẫu thuật xong thì sau khi phẫu thuật xong mình cũng không dám tiêm luôn, tại vì mình còn đang uống thuốc của phẫu thuật nữa và cơ thể mình lúc đó nó cũng đang chưa có phục hồi như bây giờ, thì mình không có dám tiêm luôn. Và mình đợi nó sau khi mình cắt chỉ cái phần mũi và cắt chỉ phần lỗ tai của mình xong, là ngày 21 là mình cắt chỉ, thì đến ngày 22 tháng 7 thì Linh mới bắt đầu tiêm lại. Thì bạn thấy không, từ ngày 11 tháng 6 tiêm xong là đến ngày 25 tháng 6 là đáng lẽ phải tiêm lại. Thì đến ngày 25 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 7, đâu đó là đến 27 ngày rồi, thì Linh đã bị trễ tiêm trong vòng 27 ngày như vậy. Và những ngày đầu tiên thì không sao nha, rồi trước khi phẫu thuật là mình cảm thấy là cơ thể mình nó đã quá ư là mệt luôn các bạn. Vì từ ngày 25 tháng 6 mình đang lại phải tiêm mà đến ngày 11 tháng 7 mình mới phẫu thuật, là bạn cũng biết đâu đó là 16 ngày mình đã bị trễ tiêm, đã làm cơ thể mình nó quá ư là mệt mỏi luôn. Và cái lúc mà mình gần phẫu thuật á là mình cảm giác như cơ thể mình nó không còn sức sống luôn, rồi bắt đầu là cơ thể mình nó mệt mỏi nè, đầu tiên là nhức lưng, cực kỳ nhức lưng luôn, và nó làm cái sợi nhây của mình và năng lượng mình nó không còn nhiều luôn. Đó là một trong những cái tác hại khi mà mình bị ngừng hormone, bị trễ hormone trong thời gian nó quá lâu á, nên là các bạn đừng có để nó bị trễ nhiều như vậy nha. Có những bạn thì Linh thấy là không phải là bạn đi phẫu thuật mà do bạn bị quên, hoặc là bạn không sắp xếp được thời gian, rồi bạn bận, hoặc là bạn quên, rất là nhiều những cái lý do mà khiến cho bạn bị trễ tim á, thì bạn nên ghi lại trong cái lịch trình của mình, trong cái cuốn lịch, hoặc là bạn ghi trong cái ghi chú trong điện thoại á, để nhắc mình cái lịch tim để mà tim chính xác, đừng có để cái tình trạng mà bị trễ quá nhiều nha. Rồi còn bản thân Linh thì Linh phẫu thuật thì Linh phải chấp nhận cái việc này thôi. Trước khi mà phẫu thuật đó là mình đã cực kỳ gọi là mệt đó, và mình phải uống thuốc, gọi là uống thực phẩm chức năng liên tục luôn. Cái thực phẩm chức năng này thì nó không có ảnh hưởng đến phẫu thuật cả, vì nó là những vitamin thôi à, nó chỉ là vitamin để bổ sung chất đề kháng, collagen để tăng khả năng phục hồi của mình thôi. Thì mình uống rất là nhiều những vitamin như vậy vô cơ thể để cho cơ thể mình nó tránh cái tình trạng mệt mỏi đi. Và mình cũng uống luôn cả canxi nữa để mà cơ thể mình nó không có bị đau nhất á. Thì sau khi phẫu thuật xong, một tuần đầu tiên sau khi phẫu thuật, lần cái tuần đó là tuần kinh khủng nhất với mình, tại vì lúc đó là miệng mình không được nói, rồi bị hạn chế rất là nhiều về sinh hoạt, rồi đi đứng ăn uống mọi thứ nó đều rất là khó chịu luôn. Nhưng mà lúc đó mình vẫn không thể nào tiêm được, đặc biệt là mình bị còn bị thêm cái mực là bị trễ tiêm nữa, hai cái nó cộng lại nó rất là mệt. Còn những bạn bình thường khác thì bạn không có tiêm á, thì bạn phẫu thuật xong thì bạn chỉ chịu những cái tác động của phẫu thuật thôi, còn bản thân mình thì chịu tác động của phẫu thuật cộng với tác động của việc thiếu hormone nữa, hai cái nó cộng lại làm cơ thể mình cực kỳ mệt luôn. Và đến cái ngày 22 tháng 7 mình quyết định là mình sẽ tiêm lại á, là tại ngày đó là mình chịu không nổi nữa, là cơ thể mình nó gọi là mệt đến nỗi mà không còn tha thiết gì luôn á. Mặc dù lúc đó là mình đã cắt chỉ, mình đã phục hồi về cái việc nói khoảng 60% rồi, sinh hoạt cũng đã tốt hơn xưa rồi, nhưng mà cơ thể mình nó bị thiếu hormone cho nên nó bị làm cái cột sống lưng của mình á, đặc biệt là cái phần ở dưới thắt lưng nè, nó cực kỳ đau đớn luôn và nó khó chịu lắm nha. Rồi nó làm mình bị mệt, và lúc đó mình cảm nhận
một điều á, là khi mà mình gờ vào cái phần tai của mình đây nè, nó bị nhão luôn. Bây giờ thì nó lại bắt đầu săn lại nè, bây giờ mình gờ thì nó có một cái phần cơ rồi. Còn cái lúc đó là cái phần tai của mình á, mình thấy nó giống như là khi phụ nữ sinh con xong mà tai bị nhão á, và mình cảm giác như là trời, nó nhão kinh khủng mà làm mình bị giật mình luôn. Rồi cái tai của mình nó bị nhỏ lại, và mình cảm giác như nó bắt đầu chuyển về nữ á, và nó bị không phải chuyển nữ không mà nó còn bị nhão nhão nữa, và mình cực kỳ sợ luôn. Rồi bắp tai nha mọi người, bắp tai xong thì mình thấy là cái giọng nói của mình á, nó bắt đầu nó hơi cao hơn so với bình thường một xíu. Rồi tiếp theo là cái phần ngực của mình, thì như các bạn thấy á, là ngực của Linh ở đây nó có hai cái cục cơ, do mình thời gian mình tập luyện này nọ rồi nó có hai cục cơ, và sau khi một thời gian mà mình không tập luyện cho cái vấn đề mà phẫu thuật á, thì cái cục cơ đó đang bị mất xuống, và mình thấy là bị nhỏ lại cái phần cơ luôn, nó bị nhão lại cái phần cơ của mình luôn, do mình bị thiếu hormone. Cái mặt của mình thì mình thấy là đúng là nó bớt nhờn hơn, là do hormone thì nó gây nhờn, cho nên là bị thiếu hormone thì nó sẽ không còn nhờn nữa, nhưng mà nói chung là nó cảm thấy cực kỳ khó chịu luôn. Và mình bị giống như là bị thiếu thức sống, mặc dù thức dậy rất là sớm, ngủ cũng tốt, rồi ở nhà tối ngày mình chỉ có ăn, ngủ, xem phim, đọc sách, rồi gọi là giống như là cuộc sống hưởng thụ vậy á. Mình thấy là mình uống cũng rất là tốt, ăn uống rất là nhiều, rồi rất là thoải mái mọi thứ luôn, nhưng mà đổi lại cơ thể của mình á, không có sức sống, không có năng lượng luôn. Và những người bạn của mình khi mà họ gặp mình, họ nói chuyện, họ mới cũng bảo luôn là ơi, nhìn mày không có năng lượng luôn, mà cảm thấy như mày đang bị xìu hay sao á. Và đó là cái đánh giá của mọi người khi mà mọi người gặp mình trong thời gian phẫu thuật đó. Rồi bản thân mình, bên trong của mình luôn, cái này là cái biểu hiện nó không có thể hiện bên ngoài nó quá nhiều, mà chỉ là bên trong thôi, thì mình cảm giác luôn là giống như là nó đang bị gọi là giống như một cành cây nó đang có sức sống gì đó, xong rồi cái nó bị hút hết tinh khí, cái nó hút hết cái năng lượng á, nó làm cho không còn một chút sức sống gì luôn, mà nó ỏi ỏi đến khi mà mình quyết định là mình sẽ tiêm lại. Như bây giờ thì mình đã tiêm lại được khoảng 4-5 ngày rồi, thì mình thấy bắt đầu cơ thể mình nó ổn hơn và mình có năng lượng hơn, giống như cái giọng nói mình nó cũng to hơn được rồi. Cái lưng mình hiện tại là nó không còn nhức nữa, nên không biết đó là gì, nhưng mà bây giờ thì nó không còn nhức như những cái ngày mình thiếu hormone. Những ngày mình thiếu hormone á là nó nhức gọi là nhức kinh khủng, nhức mà không phải là nhức dạng đau, mà nhức trong dạng là bị thiếu thốn, là bị khó chịu cái vùng lưng của mình luôn. Còn sau khi mà tiêm hormone xong thì đến bây giờ thì mình thấy là bản thân mình nó đỡ hơn và nó khỏe hơn rất là nhiều, và đồng thời thì cái cơ bắp của mình nó bắt đầu nó cũng có săn lại nè, cái giọng nói của mình thì nó cũng bắt đầu trở về giống như là cái lúc mà mình tiêm lần cuối cùng á, thì nó được chậm hơn, mọi thứ của mình nó cũng được đi đúng quỹ đạo hơn. Mình cảm giác là cơ thể mình nó không còn cái tình trạng y trệ giống như thuốc thiếu hóc môn nữa. Và đây là những cái mà diễn biến đã xảy ra trong cái cơ thể của Linh từ cái lúc mà Linh ngưng tiêm hóc môn đến khi Linh phẫu thuật. Tất cả mình bị trễ tiêm là 27 ngày, tính cái lần tiêm chu kỳ cuối cùng cho đến bây giờ luôn. Đinh tin là nếu như mà các bạn mà phẫu thuật á, thì khuyên một bạn một xíu luôn là các bạn nên sắp xếp cái lịch phẫu thuật á, cho nó chính xác hơn. Đáng lẽ Linh sẽ phẫu thuật lần ngày 4 tháng 7 Linh sẽ phẫu thuật rồi, nhưng mà Linh bị trễ một tuần, tức là ngày 11 tháng 7 Linh mới phẫu thuật lần. Thì các bạn thấy Linh bị trễ một tuần tiêm hóc môn. Và nếu như mà các bạn đi phẫu thuật mặt hoặc phẫu thuật ngực cũng vậy, thì các bạn nên chọn cái ngày nó chính xác hơn, nên là mình quyết định một tháng mình sẽ ngưng tim, mình sẽ phẫu thuật rồi, thì bạn hãy đặt hẹn với bác sĩ cho đúng chính xác thời gian đó để mà đỡ ảnh hưởng trong cái quá trình mình đi phẫu thuật hơn. Và với những bạn mà phẫu thuật về ngực đi thì cái sự ảnh hưởng này nó sẽ đỡ hơn, tại vì Linh cũng đi chậm rất là nhiều bạn đi phẫu thuật ngực thì nó sẽ đỡ hơn là bản thân của Linh khi mà Linh phẫu thuật mặt, tại vì khi phẫu thuật mặt bạn sẽ bị hạn chế rất là nhiều về ăn uống, nói chuyện, cử động, đi đứng, còn phẫu thuật ngực đó, thì bạn sẽ được thoải mái hơn, thì cơ thể của bạn nó cũng sẽ khỏe khoắn hơn. Nó giống như bản thân Linh không được đi nhanh luôn, mà cũng không được đi gì mà dốc tưng là không được luôn, tất cả đều phải rất là nhẹ nhàng. Còn khi bạn phẫu thuật ngực á thì không cần đến nỗi phải như vậy quá nhiều, bạn vẫn có thể sinh hoạt được, mọi thứ nó đều đặn và ổn định. Nên là một cái tip luôn, khuyên bạn là hãy chọn cái ngày phẫu thuật của bạn, nếu như bạn đang tiêm hóc môn á thì bạn hãy chọn cái ngày phẫu thuật của mình cho thật là chính xác, chỉ cần đúng sau 30 ngày thôi là được, đừng đợi nó quá nhiều, nhưng mà cũng đừng đợi nó quá ngắn thì nó sẽ không tốt cho bản thân của bạn. Và đây là cái quá trình mà Linh đã trải qua trong cái sự thay đổi cái hành trình chuyển giới của bản thân của mình. Và Linh tin những cái chia sẻ này sẽ giúp cho bạn có thêm những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức và những cái điều mà Linh tin chắc là chưa có ai nói với các bạn trong cái quá trình mà chuyển giới cả. Và nếu như bạn cảm thấy cái video này hữu ích, hãy cho Linh ngay một like, và đặc biệt hãy comment cho Linh một cái điều gì đó, một cái điều đó mà bạn đã học được từ cái video này, hoặc một cái ý kiến của bạn, hoặc là một cái điều mà bạn muốn chia sẻ, thì bạn hãy chia sẻ ngay đây cùng Linh nhé. Và đặc biệt hãy đăng ký ngay kênh YouTube của Chuyên Trúc Linh để cập nhật thêm những cái video mới nhất của Linh về hành trình chuyển giới và cũng như là cộng đồng LGBT nói chung bạn nhé. Bye bye.